vị thần thiên địa ơi, bảo vệ. Làm việc cái kiểu gì mà để cho người ta chen lấn ồn ào ngoài đó dữ vậy? Giải quyết từng người vô khám bệnh đi. Chỉ có vậy mà làm việc cũng không xong là sao vậy thiệt tình. Làm gì? Xin lỗi bà nha. Chẳng qua là hồi nãy giờ tôi nể bà nha. Tôi không nể bà, tôi trở lại tôi quýnh bà thối tiền cho bà coi. Bà đi khám bệnh hay đi đánh ghen? Nãy tự hồi đó mà trai người ta trong đây. Nhìn gì? Bệnh nhân phải không? Dạ phải. Tới đây rồi bệnh gì nói nghe khám cho. Anh ơi, không biết em bị bệnh gì mà sao em ăn không được anh. Tội không? Rồi em ngủ cũng không được nữa. Quá tội. Bắt đầu chiều xuống tới tối là mình mấy em nó ngứa. Em chịu không nổi. Không nói thôi, nói tới cái người em nó ngứa chân mình hết trơn. Nói chung là ngứa ngáy tùm lum phải không? Dạ em ngứa dữ lắm. Chắc mọc răng. Dạ. Răng sao ngứa? Vậy là tại ăn đồ nóng nhiều quá bị sưng nú rồi. Anh giỡn không anh? Nói chứ chưa bắt mạch làm sao biết được bệnh đúng không? Dạ. Đưa tay bắt mạch mới biết được bệnh nha. Dạ. Anh bắt kéo tay áo lên đi cưng. Dạ. Kéo lên nữa. Da trắng mịn lắm nghe. Tắm sữa đậu nành nhiều lắm phải không? Sữa đậu nành cho kiến cắn hả? Rồi kiến có cắn không? Có gì vậy? Cắn chỗ nào? Chị bắt không? Bắt liền. Trời ơi. Bắt liền, bắt kiến cứu người đẹp. Trời ơi, làm như dũng sĩ diệt kiến. Đừng có nói lung tung, mạch nó chạy lộn xộn khó bấm lắm đó nha. Dạ. Mạch yếu dữ lắm nha. Dạ. Về mỗi tối nhớ sạc pin. Dạ. Ủa sạc pin là gì anh? Ăn uống. Y học tôi dùng danh từ mới là sạc pin không à. Danh từ cũng kỳ quá. Số điện thoại số mấy à? Trời đất. Nhớ khám bệnh cái hỏi số điện thoại à. Nói. Số điện thoại em dễ nhớ lắm nha. Nói. 090. Biết rồi. 999. Nhớ. 999-999-910. Kinh. Hả? Trời đất ơi, đọc số điện thoại chứ mình kêu lô tô 090-999-999-910 là kinh là đúng rồi. Em nhớ với anh chút cho vui thôi, em bán khô làm gì có số điện thoại anh. Rồi làm sao biết đường lưu liên lạc với em? Anh cho số đi rồi có gì em gọi lại cho anh. Số điện thoại của anh? Dạ. Có gì em gọi cho anh? Dạ. Chuyện nhỏ thôi em nghe kỹ nè. 091 091 51 51 51 51 253 đứa. Dạ. Yeah. Nghĩ sao đó rồi. Làm gì có số điện thoại. Chứ anh là ai? Anh chỉ là phó thầy thôi. Trời đất ơi, mời thầy ra giùm đi. Chờ chút xíu nghe. Dạ mời thầy. Tu chè a chảy cụ lũ sảnh phe đầu. Sư phụ mà quản viễn diễn toàn là vũng diễn dỗ bồ xì. Dẹp lép như mấy dân ép vậy bà. Dạ em dẹp bẩm sinh rồi thầy. Thầy Ni chiếu sư ta hòa chiến chiến mà sư phụ thầy của anh á. Dạ. Bây giờ anh không kê to hấu thuốc ăn uống bảo đảm hết bệnh liền. Kê to giùm em đi. Trời chờ ơi. Chút xíu khám bệnh mà mệt dạ quá. Mời thầy kê to. Món thứ nhất si phủ mãn nguyễn xiển lòng sự so phủ quản miền xiển con hủ khô cả đuôi. Khô cả đuôi 9 con. Dạ. Ngày ăn 3 lần. Dạ. Lần bữa quốc qua con. Trời đất ơi. Món thứ hai dặn cư sườn vua mãn mãn nhãn của bồ trì bánh mì bò kho. Bò kho hay nồi. Dạ. Ngày ăn 1 lần. Dạ. Lần chơi 2 nồi. Món thứ ba nỉ hào mà siêu cây ò ò ò ò ò ò ò ò ò gà lôi. Dạ. Cái con mà nó có màu đỏ trên đầu đó. Dạ biết. Con nào nó Roberto Carlos thì nó không có. Gà lôi 1 con. Dạ. Ngày ăn 1 lần. Dạ. Lần nuốt nguyên con. Gà lôi mà nuốt nguyên con em chết liền á. Chất lượng em ơi.
Sao anh cho mấy cái món xong không vậy? Thì lấy độc đi độc, không là vô đẩy con kia ra nó, hiểu không? Vậy á hả? Ừ. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thầy? Là nhiêu? 200 ngàn. Còn giấy gì mà lấy 200 ngàn? Có gì đâu phản ứng. Trời đất, tôi không có miếng thuốc nào ông nội ơi. Ở bên Hồng Kông mua vé máy bay quay đi mắc lắm chứ bộ. Hai ông chặt vừa phải thôi nha, tôi trả nè. Nhưng mà tôi không hết bệnh nha, tôi lôi đầu hai ông lên công an cho ông biết. Làm sao không hết bệnh được? Trời, người ta chữa là đương nhiên là phải hết bệnh thôi chứ gì. Nè, nhớ gọi điện thoại cho anh số nãy anh cho em nghe. Tạm biệt á. Cho vô tiếp tục. Ghét bảo vệ kia chen chút mà chết à. Dạ chào má. Dạ xin lỗi người đẹp, chẳng hay người đẹp tên gì? Đó, nói vậy phải dễ thương không? Em tên Lâm Tâm Như. Trời ơi, Lâm Tâm Như. Hèn chi những cái tướng y chang cái bộ lừ. Chú y tánh ghê. Bao nhiêu tuổi rồi cưng? 46. Chắc giá chưa cưng? Trời đúng giá, không thiệt không bớt nha. Cưng có chồng chưa? Không lẽ tướng này chưa chồng sao trời. Sợ cưng xấu quá không nghe gặm. Nói gì mà nói nữa à? Mấy đứa con rồi? Hai đứa. Trai ngày gái? Gái là trai, trai là gái. Ủa vậy là sao? Gái ô mô, trai bóng. Bà có hai đứa con. Một đứa nó bị ô môi, đứa nó bị bóng. Xì phù mảnh bòn xà theo hội. Ông nói bà thúi hẻo rồi. Bây giờ bà đừng có hỏi nhiều, đưa tay cho ông bắt mạch đi. Bắt mạch. Sao hò phù dẫn dẫn hò phản dĩ xén hò thà. Xì soạn bà cô luôn. Yeah. Chào chào hò phản ảnh. Ở chỗ của bà phàn già cà trà, khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Cũng rằng hả ông cười hoài. Chi xì xì phú mạnh thành rồi trang trộn cho cái một dùi giống dè chó không? Bẩm sinh. Ba mà sang gần gà sam khô dành. À chuyện ba người chồng của bà có vợ bé rồi đúng không? Trời đất ơi, hay còn hơn thầy bói, đúng rồi. Chồng tôi có vợ bé gì đây mang tâm bệnh là thầy giỏi quá. Nè tôi hỏi thăm bà nè, bà coi phim Hồng Kông không? Phim gì? Thần Điêu Đại Hiệp. Trời ơi, tôi mê nhân vật cô Long Hiệp Nữ lắm á. Anh ruột cô Long Hiệp Nữ. Ai? Cô Hồn Cát Đảng. Hay quá, thổ thuốc gì muốn ăn trẻ đẹp nhiêu cũng được hết á. Thủ Len hả? Ừ. Xin phụ mã quản phóng xí ngàn trình. Miền bao ha cạo chi mè phủ dầu hát à. Thuốc tể cái gì màu đen giống dầu hát bà hên lắm, còn gì nó dành cho bà nè. Trời đất ơi, thuốc gì mà nó to dữ vậy? Tốt dữ lắm. Nhiêu tiền vậy? Lui hả? Ờ. Dạch gì xàm. Ù rẻ quá, có 30 móc xỉa liền. Không dám nào thêm hai. Khi nào nó lại dạch gì xàm mà ngưng hắn lại mới gọi là 30. Còn lấy cái hơi dài của nghệ sĩ Châu Thanh á. Xàm. Sập sập sập. Sập hồ tôi nhào đầu xuống đó. Gì mắc dữ vậy? Bà mua không? Thiếu gì người ở ngoài đang chờ để mua, bà mua không? Không có mắc mà hay là được. Đối với tôi hả, tiền bạc không thành vấn đề, miễn nhìn hay là được. Nhìn tướng bà sang trọng liền mà. Ừ nè, bo luôn. Cảm ơn rất nhiều. Sử dụng sao? Sử dụng à? Chẳng mỡ bến mỡ chẳng ngồ sửa chẳng ngõ trà qua trà lại quăng lên trời hả họng ra nuốt. Ông nói là trà qua trà lợi quăng lên trời hả họng ra nuốt luôn. Trời đất ơi, sao nuốt nổi? Ăn thua bà trà, trà nhiều nó mòn nhiều, trà ít nó mòn ít, hổng trà nó hổng mòn. Thế ai tôi hiểu rồi, cái này giống như ngải đó. Mình trà nói ai cũng nghe hay tí bo anh liền. Đúng vậy nè, mời nha. Nhưng mà khoan, nhớ về đánh răng cẩn thận nha. Răng đen dữ lắm đó nha. Cho vô tiếp tục. Ôi da trời ơi, trời ơi, đau quá thầy ơi, cô bầu giờ con đi khám bệnh quá, bà đau là chen quá, chịu không nổi. Bình tĩnh. Chen lắm, chịu hiểu, không nổi. Hiểu, vô gặp thầy rồi, yên tâm, bệnh gì từ từ, im lặng lại, nói. Dạ thưa thầy. Vụ gì vậy ba? Không hiểu gì sao? Nói đi sư cụ. Mà buổi sáng con ăn... Không được. Thằng này chắc nó khùng. Rồi buổi chiều con ăn được. Mày nói mày ăn được mày về liền khỏi tốn tiền. Được. Được. Không được. Thằng này dám chọc mẹ luôn hồi nãy. Rồi buổi tối đi lòng vòng
thức suốt cả khám cho nó thầy ơi. Đưa nó đi chích ngừa đi. Ông nói là qua Pasteur đi, ở đây không có khám cái bệnh của anh à. Nó còn mình tôi cuối cùng hết rồi. Còn mình nói cuối cùng khám cho nó đi thầy. Gửi nó vô sở thú đi. Ủa anh có đi chơi sở thú? Ủa người ta đi vô khám bệnh đi sở thú làm chi? Trời ơi chết rồi, cái mỏ tôi 3 triệu bạc. Ai là cái mỏ gì 3 triệu? Trời đất ơi. Ai vậy? Ai đây mà có mỏ 3 triệu đây? Ăn gì để cho cái mỏ nó dảnh như chưa bắt giới rồi. Gì? À hiểu rồi, cái thằng này phải không, nó đè cái đầu bà xuống cho thằng này nó cầm cái cục rồi nó liền như mỏ bà phải không? Rồi diễn lại coi. À trời ơi hiểu rồi, tự trà phải không? Trời ơi, hai ông thầy lừa đảo kia đâu rồi? Ủa ai nói anh ấy? Trời ơi, hai ông thầy lừa đảo là. Trời ơi, lừa đảo quá mà con đừng có nghe lời ông. Ông lừa đảo hết tiền rồi. Sao? Trời ơi, chú là ai? Tôi là thầy của thằng mất dạy này nè. Trời ơi, thầy đó hả? Thầy mà dạy học trò nó kiểu kỳ cục vậy? Hả? Ủa? Học trò đi lừa đảo người ta. Mà cô bị bệnh gì? Chú ơi, con đợi chú nghe, con bị phong ngứa, con mới tới đây không có uống. Hai ông nội này cho con ăn khô cá đuối, bò khô, gà lôi. Trời đất ơi. Con nói mấy món này phong không ăn vô gãi dữ lắm. Ông đó phong này vô đẩy phong kia ra. Rồi có đẩy không? Nó không đẩy mà nó dồn cho một cục. Ăn xong đồ gãi từ sáng sớm tới chiều tối nguyên sạp khô để không bán được gì. Thì sao không bán đi? Cái tay vậy không khô sao bán? Ai thấy ghê trời. Trời đất ơi. Hết sức nấu nổi mày rồi. Cái cục này cục dầu hắt có 1.500.000 cục à. Mày dò là mày bán 3 triệu. Mày để cho cái bà kia mới có bệnh gì mà bà chà cái mỏ bà kìa. Y như hai cái cặp dò cháu quẩy vậy. Còn con nhỏ này nè, bị bệnh ngứa, sao mày cho nó ăn toàn đồ ngứa không nha? Hết sức, tao cho tụi mày biết nha. Tao kể từ giờ con này không còn nói nữa. Đưa tất cả tụi tao về phường để giải quyết. Đi! Sư phụ! Bam 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 bam